Người đang đọc sách gì vậy? Trời ơi! Đây là sách có liên quan đến Phật tổ. Khổng kiếp. Trong lúc sống chết toàn dân. Là. Người còn đọc là. Sách không mang máu chút nào. Thủ lĩnh. Phật pháp vô biên. Họ có sức mạnh tinh thần rất lớn. Đây là thứ không có điều gì để chiến thắng. Đây lấy cái lục tảng ấy mà tảng cái chất dây này. Học cái đồ tảng ấy. Ngồi làm kiểu chứ hả? Đó, đưa ông nội coi. Mơ đồ. Ngồi lấy cái lục bọc ra tảng này.